Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Siêu Ô Tô. Vâng, hôm nay Vũ Siêu Ô Tô lại tiếp tục muốn giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới được nhập về Việt Nam. Vâng, được nhập về ngay cửa hàng của em Vũ Siêu Ô Tô, một chiếc Nissan Bluebeat bản SSS nhé các bác nhá. Đây là bản cao cấp nhất của dòng Nissan Bluebeat. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn và cái giá thì vô cùng yêu thương. Một chiếc xe mang biển số Hà Nội 29T8784. Con này thì sản xuất năm 1995 và lăn bánh lần đầu năm 1997 và thực sự là chủ giữ gìn con xe này rất là cẩn thận luôn. Một chiếc xe sơn màu xanh đẹp, đấy, máy số còn ngon ngật, chạy cực kỳ êm. Động cơ 2.0, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 8 lít trên 100 cây. Các bác, đây là một mẫu xế sang mà nó cùng dòng phân khúc với mẫu Camry nhé các bác nhé. Một dòng xe phân khúc hạng D, dáng rất là đẹp luôn, kiểu dáng trẻ trung năng động. Và thưa quý vị các bạn là cái màu xanh nhá, màu sơn xe của xe thì tỷ lệ sơn zin của nó còn đến 30%, còn sơn ngoài xì tút các thứ bên ngoài thì không nói rồi. Một chiếc xe đến bây giờ là được hơn 20 năm rồi, nhưng mà các bác nhìn này, sơn xi tôn vỏ của nó vẫn còn cứng, đèn đóm đầy đủ nhá, và vẫn còn bóng sáng luôn. Xe rất là đẹp luôn, mang biển số Hà Nội. Với dòng xe sedan 5 chỗ ngồi, ghế da cao cấp, nội thất điều hòa mát lạnh, dép buốt luôn. Con này thì nói chung có một số lỗi nhỏ nhỏ thôi, không có việc gì các bác phải nghĩ. 4 quả lốp của chiếc xe thì mới tinh, la răng đúc thể thao 5 chỗ. Nói chung là có 4 quả thì cái nào cũng bị mất cái vành giữa này rồi, thì cái đấy bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Còn đâu là lốp láp thì dày cựu luôn. Đây các bác nhìn là lốp dày mới luôn nhá, lốp đều là lốp mới, dày cựu. Đấy, lốp con này thì là sử dụng lốp dinh du thôi. Đấy, và các bác nhìn là lốp đều các bạn luôn, vành la răng 14 inch. À, và con này thì vừa mới đăng kiểm xong, các bác nhìn này, đến tháng 4 năm 2022 còn dài vô đối luôn. Đấy, xe rất là luật là. Đấy, nội thất bên trong thì xe thì tươi mới. Đấy, nội thất da này, vòng da cao cấp các bác nhá, bản SSS. Đấy, nội thất da cao cấp. Đấy, vô lăng 4 chấu này. Hệ thống đầu đài, đĩa, băng, rồi cần số này, điều hòa mát luôn. Đấy, đánh xong bé bên kia đây. Vâng, tapi cánh cửa theo 5 tháng rồi, nhưng mà cửa vẫn còn rất là chắc chắn. Các bác có thể để ý cái phần sơn zin. Phần đây là phần sơn zin này, và cái phần sơn bên cánh này đều là zin hết đây này, các bác nhìn nhá. Đấy, đồng màu đều luôn. Đấy, đảm bảo bao cam kết cho các bác là xe không có đâm đụng ngập nước nhá, xe không có đâm đụng luôn. Đấy, các bác nhìn tappy này, tappy da của nó theo 5 tháng rồi, cái này thì có thể đánh tỉa được rồi. Còn keo chỉ đây, keo chỉ đều luôn. Đấy, xe rất là chắc chắn. Và đây này, khuyến mại cho các bác hẳn một cái đèn trợ sáng nhá, giải đèn trợ sáng em bắt đằng sau. Đấy, da của xe sờ rất là mềm. Và đây là dòng xe mà sử dụng ghế da là cao su thiên nhiên. Đấy, lốp bên này thì cũng là lốp dinh du, 4 quả mới tinh, 2019 này các bác ơi. 2019 nữa các bác nhá. Đấy, và con này thì lốp dày, nói chung là về các bác chỉ được đi thôi, không phải làm gì cả. Máy ngon, đấy, cua lốp thì tạm được theo thời gian rồi. Vâng, một chiếc xe mà các bác mua về xì tút xì tát lại là ok. Đấy, còn đằng sau này, các bác nhìn này, đằng sau của chiếc xe đây, đấy, rất là đều luôn, đều đặn. Đèn hậu sau này, khóa này, em sẽ lên kiểm tra xem khóa nó là khóa giật hay là khóa chìa nhá. Rồi, ta sẽ phải mở khóa rồi. Ây chà, cái dòng này thì nó có một cái chức năng rất là an toàn, đó là khóa thì phải bấm bằng nút đây này. À, các bác ơi, muốn rút khóa ra nhá, thì mình sẽ phải bấm nút ở đây, thì mình mới có thể rút chìa được rồi. Đấy, nó an toàn mức độ đấy cơ mà. Rồi, ta sẽ mở cốp nào. Cốp mở rất nhẹ nhàng. Wow, sạch sẽ vô đối luôn. Đây các bác nhìn này, phần đít cốp đây. Đấy, các bác nhìn ạ. Và cốp này, keo chỉ này, đều đặn luôn. Đấy, ở phần sàn này, các bác nhìn để ý phần sàn nhá, sàn nỉ này, lốp sơ cua đây. Đấy, vâng, cái này thì cũng theo 5 tháng rồi. Đấy, nhưng mà vẫn còn ok. Và quên, đây các bác nhìn này, các cái phần sườn ngang đây. Đấy, bác nào mà là thợ thì các bác nhìn mới biết ngay là xe có ngon hay không rồi.
em không cần phải nói nhiều. Vâng, thực sự là ngon, một chiếc xe đẹp. Đấy, cốp đóng mở rất là chắc chắn luôn. Còn đây, nội thất này, có nhìn này. Đấy, con này thì điều hòa mát lạnh luôn nhá, tươi mới vô đối luôn. Kính điện điều chỉnh, rồi ta sẽ kiểm tra kính điện, đè nổ cái á, rồi kính điện sau. Ghế chỉnh cơ, đè cái lên ngay không ạ, máy lên luôn. Đấy, và kính điện này, em sẽ bật kính điện lên cho các bác nhá. Cái gì đây? Kính điện điều chỉnh sao lại ở đây? Đó, cái này nó đang chốt kính từng cánh rồi. Vâng, xe vừa về, chốt kính từng cánh luôn. Cái này em sẽ kiểm tra và sẽ chỉnh chọt lại cái này. Cái này bình thường thôi. Vâng. À, đang bấm khóa điện rồi. Vâng. À, ok. À, ta sẽ lùi lại đi ra ngoài đường nhé. Rồi, ta sẽ xem khoang động cơ cho các bác nhá. Đây, phần kính thì em sẽ kiểm tra và tỉa to lại sau. Vâng, đây các bác nhìn này, chỉ cần chỉ như thế này là các bác biết là xe nó như thế nào rồi. Con này hiện nay là đang ba kính chưa thấy đâu. Còn đâu cái kính lái thì ok. À, các bác nhìn khoang động cơ của nó này. Vâng, chờ em phát em chống cái nắp capo. À, thưa quý vị các bạn, chiếc xe này sử dụng động cơ máy kim phun xăng điện tử. Đấy, máy chạy rất là êm luôn nhá. Máy Nissan, và đây em mở cho các bác xem này. Động cơ cam đôi 16 van, không hề có hơi thừa luôn này các bác ạ. Đấy, không hề có hơi thừa. Vâng. Dòng này tua nó cao nên là cái khi mà mở ra thì máy nó sẽ có những cái tiếng như thế thôi. Vâng. Đấy, còn đâu các bác nhìn. Đâu rồi? Đầu là không có đâm nhá các bác nhá. Các bác nhìn này, tai đầu đèn này, đầu không đâm, máy chạy rất là êm luôn, máy chạy tròn đều căng. Đấy, tem nhãn còn nguyên, và sườn này đeo chỉ ra. Rồi, việc tiếp theo là ta sẽ cùng thử chiếc xe này. Con này được cái là chạy rất là êm và chắc. Vâng. Ui, ngồi bên trong này mới biết là nó ngon như thế nào. Còn điều hòa. Đấy, em sẽ bật điều hòa lên. Lạnh buốt được các bác ạ. Điều hòa thì bao cam kết cho bác là lạnh buốt nhá. Được cái ngồi dòng này nó xế sang nên ngồi xe này cảm giác nó cũng hơi bị chìm về sau tí. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đi chiếc xe này để cùng trải nghiệm. Đấy, học đồ rộng rã này, giấy tờ đầy đủ các bác nhá, giấy tờ đăng ký đăng kiểm đầy đủ luôn. Đấy, rồi lùi cái nào. Con này được cái máy nó êm, động cơ chạy tiếng nó tròn căng, không có lỗi lầm, xe gia đình chạy rất là chất luôn. Đấy, đấy, xe chạy rất là mượt luôn. Mặc dù em là một người cao đến 1m8 nhưng mà thưa các bác là cái cảm giác ngồi đây nó vẫn như lọt thỏm đấy các bạn. Đấy các bác nhìn này,
chắc chắn luôn. Lúc nào người ta gọi là không có đối thủ. Và nếu bác nào mà yêu thích cái chiếc xe này á thì mời các bác đến cửa hàng của em Vuzi Auto qua số điện thoại 0869158926 nhá. Và một chiếc xe giá chỉ có nhiều vài chục thôi đang có mặt tại Vuzi ạ. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Rồi em đi em kiểm tra kính nha. Vâng.